Xin chào mọi xin chào các bạn. Nhóm em là nhóm 2X 101. Những thành viên bao gồm S17 là Trần Cao Khánh Đan học lớp 5, S18 là Nguyễn Văn Khải Tùng học lớp 5, S24 là Nguyễn Phạm Khôi Nguyên học lớp 7, và S21 là Đinh Hữu Quốc Bảo học lớp 6. Em muốn thiết kế một sản phẩm với mục đích ủng hộ tinh thần lan tỏa thông điệp đến với các bạn học sinh trong mọi hoàn cảnh, có thêm thật nhiều động lực vươn lên học tập, tiếp cận với tri thức. Em quay video xong rồi giờ nó lưu ở trong phút tay lo là nó sẽ đi video sau để là ông chủ người em share lại cái slide nhỉ. Ok, dạ. Share lại slide đi Tùng ơi. Dạ. Ngoài đi bảo. Trường đã tạo ra cuộc thi này để lan tỏa thông điệp đến với các bạn học sinh trong mọi hoàn cảnh, nhiều động lực vươn lên học tập, tiếp cận với tri thức là trường Miên X. My X. Còn squat thì sao? Đó, đọc theo cái đó luôn. Việc app để chúng em có thể lập trình game là squat. And app so we can work program the game as squat. Bài thuyết trình này giúp chúng em có thêm động lực vào cuộc thi Check Chainlink with Kiss a Hand. Cuộc thi này giúp chúng em sáng tạo, vận dụng bộ não của mình để tạo ra những sản phẩm thú vị và vui nhộn. Squad có thể giúp chúng em để tạo ra những bản game cho trẻ em, thiếu niên và người lớn. Quá giúp cho trẻ em sáng tạo và vận dụng bộ não của mình để làm ra những bản game thú vị và vui nhộn. Và tiếp luôn. Đó là một phần mềm trình game có thể giúp ai có những trò chơi nổi tiếng, và chúng ta có thể lập trình lại game chúng ta thích. Cảm ơn mọi người đã bây giờ thì em Tùng em chạy thử game hơn đi. Chạy game thử một lần là xong. Và cuối cùng, mọi người còn có câu hỏi nào cho bọn em hay không ạ? Ok Tùng ơi, bây giờ em chạy game qua một lần nhé. Chạy đi thử qua một lần. Thử cái game á. Bên kia nó nói gửi gì á? Bị ồn á. Zoom nói ồn. Ý
Tại sao ông gây âm bạn quên giết hoa không vậy? Vậy chú Lê à? Xin được. Ở nhóm mình là nhóm S101 hả? Rồi. Giỏi hơn tôi. Để tí hồi tôi gửi cái mặt của tôi. Rồi, đang làm lỗi rồi. Không. Ông đó nó sai rồi. Thì ra đụng cái miếng màu đỏ không? Cái bắt gốc 2 nhưng mà nó vẫn là bắt gốc 2 rồi. Đúng không? Rồi vô bạn kia anh. Tôi xem bạn gọi nữa nha. Ông gửi lại cái link, ông gửi lại cái link cho tôi coi để tôi sửa lại. Link nó sửa sao? Sửa lại được. Tôi xem màn hình không? Ok, xem màn hình ông sửa lại đi. Ông sửa lại cái backdrop thôi, dễ lắm. Như còn sửa lại cái backdrop rồi. Đợi chút. Như mỗi một cái thì có một cái màu là khác nhau. Thấy chưa? Dạ anh ơi, để em sửa lại cái nha. Sửa lại đi, cái rồi em lập lại sau được không anh? Tìm gì vậy? Rồi. Ok vậy. Sửa lại đúng không? Ok, không sao. Em sửa lại chút thôi. Sửa màu sửa cây đi. Ơ nè. Tại đi đâu phải chơi đâu. Đâu, chơi ở nhà. Đây, đỡ ngần xanh lá cây nè. Nãy tôi chơi nó không có chuyện là bắt gốc bà. Tôi chỉ chơi mấy học còn cứ bắt gốc hài thôi. Ơ, chuột bị gì vậy? Ôi, chuột bị gì rồi, bóng được luôn anh. Nè, chuyển qua bắt gốc 2 này đó, nó chuyển rồi. Chuột nó bị gì luôn rồi. Nè, đây nè. Nó không chuyển qua bắt gốc 3 này, đang. Thấy rồi, để tôi xuống cho thử rồi, chắc. Chắc do tôi nhầm. Chân lại nha, nhìn đi. Do lần trước Tùng để cái background lộn xộn quá nên là tự nhiên kiểu như cứ sửa đi sửa lại á. Nó quay lại á. Vậy như này thì các em sửa nhanh xong nộp lại nhá. Ok nhá. Dạ, ok. Vậy được rồi đấy.